Mà một điều cực kỳ tiếc, một người có khả năng, một cái tập đoàn cực lớn mà chơi bóng đá, dĩ nhiên mà anh Long còn bóng đá thì sẽ góp phần bóng đá rất lớn. Vâng. Đó là điều tự nhiên xưa nay. Vâng. Vâng, xin hỏi ông Võ Quốc Thắng là các ông đều là những người tham gia bóng đá ngay từ thời gian đầu khi mà V-League chuyên nghiệp. Vậy để sau từng đấy năm đến thời điểm này, ông đã bao giờ ông cảm thấy oải hay chưa? Thật sự là chúng tôi tham gia bóng đá thì với quyết tâm làm sao đưa bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển. Và điều đó chúng ta cũng đã thấy trong những năm trước đây. Vâng. Tôi cũng như anh kia anh Đức, từ nhỏ đó cũng đam mê bóng đá rồi. Và cũng như hồi nãy tôi nói là tôi bắt đầu quyết tâm từ năm 1998 để làm sao đóng góp sức mình cho bóng đá Việt Nam phát triển. Và chúng tôi đã âm thầm và chúng tôi đã làm và đã làm cho bóng đá Việt Nam đã có phát triển. Nhưng mà rất tiếc trong thời gian những năm gần đây tôi thấy nó đang bị chững lại. Có những trận đấu rất nghi ngờ. Tôi nghĩ là buổi chiều hôm nay có buổi hội thảo rất là thú vị, cởi mở trên tinh thần đóng góp vì mục đích chung cho bóng đá Việt Nam. Anh em chúng tôi cũng thường tâm sự. Chúng tôi là những người làm kinh doanh, chúng tôi đầu tư đem hiệu quả, nhưng cái quan trọng hơn là trách nhiệm của xã hội đối với anh em chúng tôi. Chúng tôi có nhiều việc phải làm. Nếu bóng đá không thay đổi, nếu nhà tổ chức bóng đá không thay đổi, thì chúng tôi có thể tham gia một lĩnh vực khác không phải là bóng đá. Và chúng tôi cũng quan điểm rằng chúng tôi đầu tư bóng đá, nuôi bóng đá, và chúng tôi đã có đầu tư một cách bài bản từ cơ sở vật chất tới các cái tuyến đào tạo trẻ. Nhưng mà trong những cái thời gian gần đây, đặc biệt là cái năm 2011, có những vấn đề nổi cộm xảy ra. Mặc dù đội bóng tôi rất hạn, nhưng mà tôi nghĩ mình vẫn còn có cơ hội để quay trở lại. Và chính điều đó là ngày đội bóng tôi là đội bóng tập trung sớm nhất. Tôi nghĩ những cái lời tận đáy lòng của anh Kiên, anh Đức cũng như các anh ngồi đây cũng đã nói hết từ chiều rồi. Và chúng tôi vẫn còn đam mê. Và nếu như những cái góp ý của chúng tôi, và tôi thấy anh Dũng cũng rất là tiếp thu rất nhiều, và tôi mong rằng liên đoàn bóng đá, những người có trách nhiệm phải thay đổi một cách toàn diện, thay đổi về ý thức điều hành. Vâng. Tôi nghĩ không có vấn đề gì khó hết. Anh ứng cử ra làm trưởng ban tổ chức giải, anh phải làm được cái gì anh nêu lên hết mọi vấn đề. Anh tổng thư ký cũng giống như anh tổng giám đốc điều hành một công ty, nếu anh làm đạt những yêu cầu thì anh tiếp tục ngồi lại. Vâng. Thường trực là những người phải tìm ra được những con người đó và phải để đãi ngộ họ xứng đáng. Cũng như trọng tài cũng vậy. Tôi nghĩ nếu chúng ta có những cái đãi ngộ trọng tài xứng đáng thì rất nhiều người có tâm có tài sẽ đeo đuổi học nghề trọng tài. Vâng. Và lúc đó chúng ta sẽ chọn lọc những người có tâm có tài. Có lẽ là về những giải pháp cụ thể cho từng vấn đề một của bóng đá thì chúng ta sẽ đề cập ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên ở đây thì tôi muốn thêm ý kiến bình luận của ông Lê Tiến Anh đến chủ tịch câu lạc bộ Khatogo Khánh Hòa, là ông có bình luận gì khi mà một quan chức của Liên đoàn bóng đá Việt Nam có phát biểu rằng là việc Hòa Phát Hà Nội rời khỏi cuộc chơi cũng là một chuyện bình thường, nếu họ cảm thấy lợi trong kinh doanh thì họ tham gia, còn nếu không thì thôi. Thực tế ra thì làm bóng đá Việt Nam thì hiện nay và rất còn lâu dài nữa sẽ không có hiệu quả. Không thể, bóng đá không thể tự nuôi được. Mà những người làm bóng đá hiện nay nếu mà không có tình yêu về bóng đá thì chả ai làm. Và những người làm bóng đá hiện nay mà không có tâm huyết và có trách nhiệm với xã hội, với những người hâm mộ về bóng đá thì chả ai làm. Vâng. Bởi vì là gì, so với mức vốn bỏ ra, so với lại cái hiệu quả thu về thì nó không có số để mà so sánh. Vì vậy nên là việc mà Hòa Phát mà bỏ bóng đá, tôi nghĩ rằng không phải là chuyện bình thường, đây là một sự, thực sự là sự mất mát lớn đối với những người như bản chúng tôi, là những người làm doanh nghiệp, là những người làm doanh nghiệp, và chúng tôi cũng rất cần những con người như vậy. Và Hòa Phát làm bóng đá, tôi rất tôn trọng các anh làm bóng đá ở Hòa Phát, rất nghiêm túc và rất rõ ràng. Và các anh đã đầu tư một cái số vốn là trên 200 tỷ cho một cái cơ sở đào tạo trẻ như vậy thì tôi rất là trân trọng. Hiếm có câu lạc bộ nào, không nhiều câu lạc bộ nào có thể có được những cái điều kiện như vậy. Vâng. Và nay các anh ấy bỏ thì cũng rất may là anh Kiên thì anh ấy nhảy vào, thì tôi nghĩ rằng là gì nói chung thì cũng đã có. Vâng. Các cái doanh nghiệp đã có cánh vác với nhau. Vâng. Ở đây thì có lẽ là xin ông Nguyễn Đức Kiên chia sẻ thêm về cái hiện tượng Hòa Phát từ bỏ bóng đá Việt Nam, bởi vì tôi được biết rằng là ông cũng có mối quan hệ rất là gần gũi với cả ông Long là chủ tịch câu lạc bộ Hòa Phát Hà Nội, và sau đây thì là cái cơ sở vật chất cũng như là đội bóng thì ACB sẽ tiếp nhận lại. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về sự kiện này, liệu trong cái con mắt của ông nó có là bình thường hay không? Đầu tiên tôi phải nói thế này này, Hòa Phát làm bóng đá là tôi vận động đề nghị các anh em Hòa Phát giúp tôi nhận tài trợ một đội bóng, vì tôi không thể đứng ra nhận một lúc hai đội bóng của Hà Nội vào thời điểm đó, và phải rất khó khăn các anh ấy mới sẵn sàng làm. Vì trước khi làm các anh cũng rất băn khoăn,
Thậm chí như anh Đức nói là họ phải bay vào chỗ Hoàng Anh Gia Lai để họ tham khảo xem là có nên làm hay không. Và cũng rất là tình cờ thôi, mặc dù tôi không nói trước với anh Đức, nhưng anh Đức cũng vận động họ tham gia làm bóng đá. Và để họ làm bóng đá thì tôi sẵn sàng là chia sẻ một nửa cái mảnh đất mà dự kiến là thành phố giao cho tôi, để cho Hòa Phát có cơ sở vật chất. Và không phải chỉ Hòa Phát xây dựng cái trung tâm đào tạo, mà ACB cũng xây một trung tâm đào tạo giống hệt như thế ở trên cùng một mảnh đất. Nên là khi mà Hòa Phát rút lui thì tôi với anh Long phải bàn nhau rất kỹ là làm sao để duy trì tiếp đội bóng, làm sao để mà bóng đá Hà Nội vẫn còn phải tồn tại và phát triển. Tôi cũng xin chia sẻ anh là tôi, anh Long, anh Tuấn lên gặp lãnh đạo Sở Giáo dục Hà Nội, bàn rất kỹ, rất nghiêm túc là tình hình như thế thì cách giải pháp tiếp theo là gì. Và trong lúc mà tôi chỉ nghĩ rằng là đội bóng đây các anh họ phát nhận là do tôi giao ra, khi các anh không tài trợ nữa thì tôi ý thức trách nhiệm của tôi trước xã hội, trước cái bóng đá Hà Nội là tôi nhận lại. Và tôi nói thực các anh là tôi phải trả lại toàn bộ cái tiền mà Hòa Phát đã đầu tư. Đấy. Mà tôi cũng đây rất là trân trọng các anh ấy, là anh bỏ ra rất nhiều tiền đầu tư nhưng anh không lấy lãi đồng nào cả. Anh xây dựng bao nhiêu tôi trả lại cho anh bấy nhiêu. Nên là khi mà tiếp theo vấn đề công Minh nói là phát ngôn của liên đoàn ấy, thì tôi thất vọng vô cùng. Việc Hòa Phát người ta thôi không làm bóng đá nữa là một sự hy sinh của tập đoàn Hòa Phát. Người ta hy sinh cái tình yêu của họ để cảnh tỉnh cho những người làm bóng đá Việt Nam, thấy rằng đây là lúc cần phải thay đổi. Nếu mà nhìn nhận như thế nó sẽ khác, chứ không phải là tập đoàn Hòa Phát người ta rút lui vì người ta thiếu tiền, người ta chán, người ta không còn say mê nữa. Người ta rút lui trong lúc người ta còn vô cùng say mê. Và tôi nói là anh Tuấn, anh Long và toàn thể ban lãnh đạo tập đoàn Hòa Phát khoảng mấy người họ với đồng quản trị, người ta nghĩ chuyện rút lui mà các anh ấy rất là bức xúc, rất là phải nói là chăn trở trong rất nhiều ngày mới quyết định được là rút lui. Nên là khi mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam có phát ngôn như thế là tôi rất giận. Đấy là điều mà tôi nghĩ rằng là rất ít doanh nghiệp Việt Nam mạnh như tập đoàn Hòa Phát ở Việt Nam. Nên là khi mà họ rút lui không tham gia vào góc bóng đá nữa thì đấy là sự thiệt thòi rất lớn cho bóng đá Việt Nam. Vâng, thưa anh Nguyễn Đức Kiên, thưa các vị khách mời. Sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ đi cùng vào từng cái nội dung cụ thể một, và trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ cùng đưa ra những cái biện pháp để có thể giải quyết được. Ví dụ như là đầu tiên thì tôi muốn nói đến công tác trọng tài. Như ông Lê Hồng Dũng cũng đã nói là một trong những cái vấn đề của mùa giải vừa qua mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải giải quyết nếu như muốn cải thiện chất lượng hiện nay. Ở đây thì ông Kiên cũng có trong cái bài phát biểu của mình thì cũng đã đề cập đến cái vụ việc liên quan đến trọng tài mà 500 triệu đồng trước cái trận Đồng Tâm Long An và Hòa Phát Hà Nội. Và ngay sau cái phát biểu tranh cãi của ông thì các trọng tài ngay sau đó cũng đã phản ứng. Còn theo như cách hiểu của người hâm mộ từ xưa đến nay thì trọng tài luôn luôn có vấn đề. Vậy thì nhân cái diễn đàn này ông có thể khẳng định lại một lần nữa rằng là cái vấn đề của trọng tài nó đến đâu? Nó thực sự là trở thành cái vấn nạn hay không? Hay chỉ đơn giản là một vài con sâu làm dầu nồi canh hay không? Hay thôi? Khi mà tôi nêu cái vấn đề trọng tài ra thì tôi không nghĩ rằng là giải quyết theo cách mà hiện nay dư luận xã hội hay là Liên đoàn bóng đá đương làm. Cái việc mà hai trọng tài bị anh Dũng đề nghị kỷ luật vĩnh viễn thì tôi nghĩ đấy là chỉ giải pháp tức thời thôi, mang tính chất là phải bắt buộc phải làm thôi. Vâng. Nhưng không giải quyết căn cơ vấn đề. Thậm chí nếu suy nghĩ của tôi đánh giá đấy là hai con tốt phải hy sinh. Còn người đứng sau nó là ai? Ai là người suy bẩy những trọng tài này là làm bậy? Và họ làm như thế là vì lý do gì? Đấy là cái cần phải đặt vấn đề. Tôi nói cái chuyện trọng tài, khi mà có vấn đề ở đây thì phải hỏi rằng là ai là người trả tiền cho trọng tài? Tôi tin rằng là phải có người trả tiền thì họ mới làm bậy chứ. Và tôi sợ chính là các doanh nghiệp. Chính đó là cái bức xúc của tôi. Không phải ngày hôm nay tôi mới nói. Khi mà trao đổi với những người làm bóng đá trong những năm vừa rồi, tôi bức xúc một số cách làm bóng đá của một số doanh nghiệp. Tôi cho rằng cá nhân tôi đánh giá là không phù hợp. Nhưng mà xã hội phát triển, mọi người có thể làm theo ý mình. Nhưng mà cơ quan phải làm chính sách là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã không kịp thời đưa ra các chính sách để làm sao quản lý được bóng đá Việt Nam nó đi theo đúng hướng. Cái lý do mà tôi nói ra tại hội nghị hôm vừa rồi, mà mặc dù là tôi như anh Dũng, tôi nói anh Dũng là tôi không được mời, nhưng mà với trách nhiệm tôi đến họp hôm đó là tôi muốn đưa ra một cái thông điệp rất rõ ràng rằng bóng đá Việt Nam phải cải tổ thì bóng đá Việt Nam mới đi lên.
Mà cái mong muốn của chúng tôi đây là không chỉ là giải V-League mà làm sao đưa bóng đá Việt Nam có một ngày nào đấy mơ tham gia giải vô địch châu Á, tham gia được giải vô địch thế giới, chứ không phải là khô khẩu hiệu. Mà cái anh Đức làm ở Hoàng Anh Gia Lai ấy, là thậm chí đối với tôi là một tấm gương để mà tôi có thể làm thêm để đào tạo trẻ. Vâng, ở đây xin hỏi ông Đào Nguyên Đức, ông đã nói rằng là vấn đề trọng tài là vấn đề cốt tử hiện nay của bóng đá Việt Nam và phải cải tổ cái chuyện này thì mới nghĩ đến cái chất lượng V-League nó tốt hơn. Đúng. Trọng tài thì thực sự mà nói như hồi nãy mà chúng ta hội đàm đó, nó có những cái điều cực kỳ vô lý. Như chúng tôi kia năm tháng những người ông bầu lớn bỏ một năm 60-70 tỷ ra để chơi bóng đá, mà khi gặp ở trọng tài phải rụt rè. Đấy là cái đầu nhất. Và có một số trọng tài thực sự mà nói có những thái độ là phải nói là không thể chấp nhận, không thể chấp nhận. Tôi là người phản đối trọng tài nhiều năm, và Hồ Anh Gia Lai cũng là một trong những đội trọng tài ghét nhất, chuyên đề phản đối và không bao giờ có cái chuyện bậy bạ với trọng tài. Đó là lý do tại sao cớ cá sân nhà sân khách, nó tóm lại Hồ Anh Gia Lai rất bị thiệt vào trọng tài. Cho nên cái việc mà Hồ Pháp mà họ ra đi vì trọng tài, đây là một cái cánh tính cực lớn của bóng đá Việt Nam. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên có một cái tiếp nhận, một cái ghi nhận và phải cải tổ thật sự chỗ này. Đây là vấn đề lớn chứ không phải vấn đề nhỏ. Và thậm chí tôi nói thật, tôi cũng đã có những lúc là người yêu bóng đá dữ dằn, mà có những lúc đã suy nghĩ, nên bỏ hay không bóng đá Việt Nam. Có những lúc vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Ở đây thì xin hỏi ông Lê Hùng Dũng, tôi được biết là liên quan đến vụ việc vừa rồi thì Bộ Công an cũng đã vào cuộc và đang tiến hành làm việc với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vậy thì từ cái tư cách là phó chủ tịch thì ông nhìn nhận cái chuyện này như thế nào và ông hợp tác với cả Bộ Công an như thế nào? Giải pháp căn bản đó, lâu dài để khắc phục cái chuyện tiêu cực của trọng tài thì tôi nghĩ là nó có ba cái giải pháp. Thứ nhất là nâng cao cái thu nhập và cái tinh thần trách nhiệm của họ. Thứ hai là trừng phạt nghiêm những cái trường hợp mà trọng tài cố tình dùng quyền lực của mình ở trên sân đó làm thay đổi kết quả trận đấu, có lợi cho một cái đơn vị cụ thể nào đó. Và cái thứ ba đó là về mặt kỹ thuật đó, là chúng tôi mùa tới sẽ giám sát cái trận đấu đó bằng, thay vì 4 camera theo quy định thì bây giờ chúng tăng thêm 6 camera để có thể khi có sự cố đó chúng tôi đầy đủ những cơ sở hình ảnh để có thể xử lý được. Còn cái trường hợp anh nêu về cái chuyện tiêu cực mà anh Kiên anh nêu trong cái trận Hòa Phát với Đồng Tâm Long An như là báo chí vừa nêu đi, chúng tôi sẽ hợp tác tích cực nhất với Bộ Công an để tìm ra xem ai, nhân vật nào đứng đằng sau đương chuyện này. Và nếu mà Bộ làm cho ra được đó, vâng, thì tôi rất mừng, là bởi vì là sẽ có một cái con sâu cụ thể chúng ta đưa ra ánh sáng để xử. Mà nếu chúng ta xử thật nghiêm ở trong trường hợp đó thì cái mùa giải sau đó và những mùa giải tiếp theo đó, cái hiện tượng trọng tài là một số trọng tài tiêu cực mà nó lũng đoạn cái kết quả trận đấu để có lợi cho ai đó mà có lợi cho bản thân họ sẽ dần dần hạn chế, và nếu như chúng ta mong muốn sẽ có thể chấm dứt. Ông đánh giá như thế nào về cái đề xuất mới đây của ông Nguyễn Đức Kiên là thành lập một cái ủy ban tạm gọi là ủy ban đạo đức để đánh giá cái trận đấu đó có mùi hay là không có mùi, và thậm chí là ra quyết định ngay mà không cần chứng cứ cụ thể? Bởi vì thực ra kể cả khi mà cơ quan công an nhảy vào cuộc, chứ chưa nói là các lực lượng khác, cũng rất là khó để có thể tìm ra một chứng cứ nào đó. Trong khi đó, chúng ta đòi hỏi là phải xử lý thẳng và xử lý ngay lập tức. Vấn đề này thì tôi nói là cái V-League mà khăn nhất là sân chơi của các câu lạc bộ. Nếu như trong cái hội nghị mà của các ông chủ sắp tới đó, do liên đoàn tổ chức đề ra cái chính sách, các giải pháp cho cái mùa giải tới mà có cái giải pháp quy ban đạo đức này như anh Kiên đề nghị, vâng, và các câu lạc bộ đồng ý với cái phán quyết lập ra cái ban đạo đức này và được cái sự cho phép của các cơ quan chức năng, rồi là sau đó đó là phải chấp nhận cái phán quyết của quy ban đạo đức. Bởi vì chúng ta cũng phải hình dung một cái việc đó là cái đó là hết sức quan trọng, bởi vì nếu mà phán quyết đó có bất lợi cho một đội nào đó trong cái thời điểm quyết định đó thì sẽ gây ra kiện tụng tranh chấp rất lớn. Nhưng mà với điều kiện các câu lạc bộ ký vào biên bản thống nhất đồng ý với cái ủy ban đó và chịu trách nhiệm và chấp hành tất cả những quyết định của ủy ban đó, vâng, thì VFF hai tay ok ngay, không có vấn đề gì cả, bởi vì nó làm trong sạch cho bóng đá Việt Nam và do đó nó nâng được chất lượng của bóng đá chúng ta lên. Vâng, thưa các vị khách mời, ở đây thì tôi xin đề cập đến một vấn đề khác hiện nay, đó chính là cái công tác tổ chức giải. Ở đây thì xin hỏi ý kiến thêm ông Đoàn Nguyên Đức là cũng đã từng có ý kiến rằng là nên tách VFF ra khỏi vấn đề điều hành và quản lý giải vô địch V-League.
và thậm chí là thuê hẳn một cái cơ chế để có thể quản lý và kinh doanh V-League như nhiều nước đã làm, và ông cũng đã rất là dành về bóng đá Anh, và có hình như là bóng đá Anh, Liên đoàn bóng đá Anh cũng đã tổ chức theo cái mô hình Premier League, theo mô hình đó. Vậy thì ông có thể nhận xét gì về cái đề xuất này, và liệu ở cái điều kiện Việt Nam thì chúng ta có thể làm được hay không để mà có thể tách ra cái quản lý và cái điều hành kinh doanh? Thực sự mà nói là cái yếu kém bóng đá Việt Nam là cái cốt lõi nằm từ ban tổ chức. Cho nên này chúng ta hội thảo rồi, nhất quyết đợt này phải cải tổ bằng được cái đó. Mà anh Vũ hồi nãy cũng đã thừa nhận chuyện đó rồi. Vâng. Thì vấn đề là cái ban tổ chức là nó có một cái tính quyết định. Và hôm trước tôi có đề xuất ý kiến là cái ban tổ chức giải này, ví dụ ban tổ chức giải của V-League, thì phải được 14 ông chủ tịch câu lạc bộ đề xuất ra quyết định ông đó, chứ không phải là do ban chấp hành liên đoàn hồi xưa giờ được kiểm soát nữa. Tại sao? Đó là cuộc chơi của chúng tôi, cuộc chơi 14 người, và chúng tôi đưa ra những cái điều đó, chúng tôi quyết ông đã sai, chúng tôi chịu. Cho nên cái việc mà bóng đá Anh, bóng đá mình thì xa, cách xa lắm, chúng ta không thể so sánh được, chúng ta không thể so sánh nó khập khẩn đi. Nhưng mà chúng ta bắt đầu sẽ cải tổ dần và làm được cái gì đó chúng ta làm, rồi từng bước chúng ta sẽ tìm cận dần. Chứ ngay bây giờ mà chúng ta nó đi thi bóng đá Anh thì cái chuyện nó chuyện xa vời lắm. Chúng ta phải cải tổ dần cho cái mùa giải năm 22 tức thời đây. Vâng. Để cho tất cả những câu lạc bộ khác họ còn hăng máu và tiếp tục đầu tư vào. Chứ tôi e rằng nếu không làm sớm thì có một số giống như Hồ Phát, anh giơ tay anh lên đường ra đi cỡ 2-3 câu lạc bộ nữa thì bóng đá V-League là có vấn đề cực kỳ lớn. Vâng. Cho nên việc này là việc rất quan trọng đối với VFF, phải làm trong thời gian sớm nhất. Và trước mắt là 2012 theo ý kiến của ông là phải cải tổ ngay lập tức cái ban tổ chức giải. Theo tôi là chính xác. Vâng. Phải tổ cải tổ đây là cải tổ về con người đấy ạ. Có nghĩa là những nhân sự mới ạ. Dĩ nhiên cái cốt lõi vấn đề thành bại cũng là con người. Mà rõ ràng đây nó thắng là con người trưởng ban tổ chức giải. Và cái thơ nói ngay luôn là phải thay thế bằng trưởng ban tổ chức giải nghiêm một lập tức, không được lâu. Vâng. Và đồng thời VFF phải có những nội quy, những biện pháp nhất định và giao cho ban tổ chức giải một quyền hành nhất định. Và thậm chí anh này có một cái khoản lương hoặc là một cái chi phí nhất định để anh có trách nhiệm làm chuyện đó. Thì tôi cũng như một giám đốc điều hành. Mà thậm chí tổ chức giải có nhiều người nói rằng là rất khó tìm. Tôi nói chuyện không đúng. Một đất nước 80 triệu dân tìm một chủ giải không khó lắm. Nói như ông giám đốc một công ty điều hành một cái giải. Vâng. Tôi cho hết sức dễ dàng, không khó gì hết. Vâng. Những người có tâm huyết bóng đá, yêu nghề bóng đá và biết điều hành, biết quản trị một tí là làm được. Nhưng tôi xin nhắc lại, cái người đó phải thật quyết liệt, phải xử lý được tất cả những tình huống nhạy cảm nhất, không có cái dài dung dưa. Vâng, ở đây thì có lẽ xin ý kiến thêm ông Võ Quốc Thắng. Ông cũng đã từng có thời gian trong ban chấp hành. Vậy ông nhìn nhận cái chuyện này như thế nào, và làm thế nào để tăng được cái tiếng nói của các ông bầu, các ông chủ câu lạc bộ đối với cả cái cơ chế điều hành của liên đoàn hiện nay cũng như là của giải vô địch hiện nay? Tôi nghĩ các anh cũng đã nói rất nhiều rồi, nhưng mà tôi nghĩ là đây là một cái tổ chức mà tôi nghĩ là tất cả những người tham gia bóng đá phải có trách nhiệm, trách nhiệm trong cái giải mình tham dự. Cái thứ hai nữa, có trách nhiệm bóng đá Việt Nam. Mà tôi nghĩ là những cái đề xướng cũng như những cái vấn đề mà anh Dũng vừa nói thì tôi nghĩ là anh Dũng đã tiếp thu. Và tôi mong rằng là các anh trong lãnh đạo liên đoàn, những người có trách nhiệm phải tiếp thu để làm sao chúng ta hướng đến xây dựng một cái nền bóng đá Việt Nam phát triển mà thật là chuyên nghiệp. Mà muốn chuyên nghiệp thì phải có những con người chuyên nghiệp thì mới làm chuyên nghiệp được. Vâng. Và phải vì cái tâm, cái tài thì tôi nghĩ có thể mà mới làm xây chuyển từ tình hiện nay. Còn tôi cũng đồng ý quan điểm là thật sự là trong khoảng thời gian qua có nhiều lúc chúng tôi rất là chán và rất là nản. Nản những cái trận bóng đá, những cái cách điều hành bóng đá. Nhưng mà tôi nghĩ là qua cái sự việc này thì tôi tin rằng chúng tôi vẫn còn đam mê. Chúng tôi vẫn muốn làm sao đóng góp cho cái nền thể thao nước nhà, đặc biệt trong đó có bóng đá Việt Nam cùng phát triển. Thì tôi nghĩ đó là trách nhiệm của chúng tôi. Và sắp tới đây nếu liên đoàn tổ chức thì 24 câu lạc bộ, những người mà tôi nghĩ là liên đoàn đã nên mời những người lãnh đạo cao nhất đến ngồi để trao đổi để làm sao vạch ra và cam kết những cái điều kiện để chúng ta tham gia vào cái giải thi đấu, và những người anh phải đề nghị ai thì anh phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Vâng. Ở đây thì xin hỏi ý kiến ông Lê Hùng Dũng là liên quan đến công tác tổ chức thì tôi cũng có một cái băn khoăn là tại sao trong cái ban chấp hành của VFF, một khi chúng ta đã xác định doanh nghiệp có một cái vai trò quan trọng như vậy, vậy thì tại sao các doanh nghiệp lại không được đứng trong cái thành viên của ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam? Thật ra mà nói thì cái câu trả lời thì nó đơn giản thôi. Các ông chủ đó ngồi đây và các ông chủ các cái câu lạc bộ khác của V-League thường là kinh doanh đa ngành nghề lĩnh vực, đó là không có thời gian. Chứ còn ban chấp hành và lãnh đạo của
của chúng ta đó là đã quan tâm đến các ông bầu này rất nhiều, và có nhiều lần là cử các cái cán bộ đến gặp các ông bầu này để mời họ vào ban chấp hành, nhưng mà vì thời gian bận cho nên các ông bầu này thường là từ chối và cử cái người đại diện của mình tham gia. Vâng. Thì còn sắp tới đó, tôi nghĩ rằng đó là bên cạnh cái việc ban chấp hành thì sẽ có cái cơ chế mà chúng tôi sẽ đề nghị là như tôi nói đó, là đối thoại chính sách trước khi một cái mùa giải mới bắt đầu, ví dụ 2012, thì chúng ta sẽ có mời các ông bầu này lại là một hai lần để là thảo luận những cái vướng mắc mà trong cái mùa giải vừa rồi đó là có xuất hiện, nhưng mà nó làm cái những cái vướng mắc đó, những cái khó khăn đó, những cái tiêu cực đó nó làm kềm hãm phát triển của bóng đá Việt Nam, thì mời hết lại ngồi cùng với thường trực liên đoàn và các cái đơn vị của liên đoàn ngồi lại gỡ ngay và làm sao tạo điều kiện ngày càng thông thoáng, thuận lợi theo đề nghị của các doanh nghiệp tham gia bóng đá, làm sao cho cuộc chơi đó như tôi nói đó theo hướng là minh bạch, công khai và sòng phẳng cho tất cả các đơn vị tham gia, không có cái hiện tượng là dùng trọng tài để lũng đoạn kết quả trận đấu hay là một loạt trận đấu như vậy. Vâng. Như vậy tôi hình dung rằng là cơ chế thì chúng ta đã sẵn có rồi, quan trọng là thực thi cơ chế đó như thế nào. Đúng. Và tôi cũng nghĩ rằng là ở đây vai trò rất là quan trọng, đó chính là cái vị chủ tịch của VFF, làm sao mà có thể để ban chấp hành phát huy được tối đa cái sức mạnh của mình. Ở đây nhân chuyện đó thì tôi cũng xin hỏi ông Nguyễn Đức Kiên luôn, là mới đây thì chủ tịch VFF là Nguyễn Trọng Hỷ có giới thiệu ông với tư cách là chủ tịch và cũng khẳng định rằng là anh Nguyễn Đức Kiên có đầy đủ tố chất để giữ vai trò chủ tịch VFF, thì nhân cái diễn đàn này ông có thể trả lời rõ cái suy nghĩ của ông về cái đề xuất này hay không? Tôi cảm ơn anh Hỷ đã có dự kiến giới thiệu tôi làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, nhưng mà tôi cũng phải rất cảm ơn là, nhưng mà tôi xin từ phép từ chối về thực tế, như anh Dũng nói là chúng tôi có rất nhiều việc cần phải làm mà bóng đá chỉ là một phần, như là chúng tôi đấy, trách nhiệm của chúng tôi đối với xã hội còn rất nhiều những lĩnh vực khác chúng ta cần dành thời gian để mà làm việc. Ở đây tôi có xin thể nói thêm thế này, tức là bóng đá là của người hâm mộ chứ không phải của các ông chủ câu lạc bộ. Như tại ACB, ban lãnh đạo ACB thì rất nhiều người không đồng ý với tôi trong cái việc là đầu tư nắm đội bóng, nhưng mà tôi có giải thích với các anh em trong ban lãnh đạo ACB, đây là trách nhiệm của một tổ chức lớn như ACB đối với xã hội Việt Nam. Và tôi cũng nhận thấy rằng trách nhiệm của tôi đối với bóng đá Việt Nam, với tình yêu của tôi với bóng đá Việt Nam, mặc dù tôi có thể không tham gia ban chấp hành liên đoàn hoặc là không tham gia làm chủ tịch liên đoàn, nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng tạo ra một cơ chế đối thoại hợp tác để sau là hỗ trợ giúp ban chấp hành liên đoàn hoặc liên đoàn bóng đá Việt Nam làm cho tốt. Ví dụ như tôi, anh Đức, anh Thắng cũng có thể sẵn sàng với nhau lập ra một cơ chế cùng thêm một vài anh nữa, như anh Tiến Anh hoặc một số các anh khác chủ tịch câu lạc bộ khác, như là một cái hội đồng cố vấn hoặc là ban tham mưu nào đấy. Vâng. Cho ban chấp hành liên đoàn, để mà làm sao thực tế tôi mong muốn ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam là gì, là những người am sâu am hiểu thực sự về bóng đá, những chuyên gia bóng đá thực sự tham gia vào ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đấy, còn chúng tôi là những người mà sẵn sàng mời họ làm huấn luyện viên, làm giám đốc câu lạc bộ hoặc làm chủ tịch, phó chủ tịch câu lạc bộ để mà tham gia ban chấp hành liên đoàn bóng đá Việt Nam để có những đóng góp chuyên sâu hơn. Còn chúng tôi như những nhà quản lý, những nhà doanh nghiệp, chúng tôi có thể những đóng góp mang tính chất khác hơn nữa. Nhưng mà thực sự là chúng tôi rất nhiều cái cơ chế để mà có thể lập ra để hỗ trợ lẫn nhau, chứ không nhất thiết phải tham gia ban chấp hành liên đoàn. Vâng. Giống như tôi nói với anh Dũng, tôi đứng ngoài ban chấp hành liên đoàn thì tôi nói với ông dễ hơn là tôi cùng với ông. Chứ tôi mà ngồi vào ban chấp hành liên đoàn cùng với ông Dũng nói A, tôi nói B thì rất khó. Nên là thà tôi xin là không tham gia ban chấp hành liên đoàn để mà có thể có một cái ý kiến một cách thẳng thắn, xây dựng để cho các anh tham gia ban chấp hành liên đoàn, các anh nhận thức, các anh tự quyết định. Vâng. Đấy, đấy. Thưa ông Lê Hồng Dũng, cũng phải nói với ông rằng là trước cuộc đối thoại này thì tôi cũng đã trao đổi với ông Mai Liêm Trực, cũng đã từng là chủ tịch của VFF trong một thời gian. Khi đó ông còn đang là kiêm là phó tổng trưởng tổng cục điện. Và trước đó thì chúng ta cũng đã có ông Hồ Đức Việt cũng đã một thời gian ngắn làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Và các ông đều nhận xét rằng là thực ra thì tất cả cơ chế chúng ta đều có, nhưng quan trọng nhất là bây giờ là như này, là bóng đá không còn là một cuộc chơi nữa, không còn chỉ đơn thuần là một trò chơi nữa, mà bây giờ cái uy tín, cái ảnh hưởng xã hội của nó rất là lớn, và thậm chí nó làm cỗ máy làm tiền, và tất cả các doanh nghiệp cũng đã đổ vào đó rất là nhiều tiền, và nó tập trung tất cả mọi sự chú ý của dư luận. Chính vì vậy mà vai trò của ông chủ tịch VFF bây giờ nó rất là khác so với hồi xưa. Đó phải là con người có uy tín xã hội, đó phải là con người có thể đối thoại được với các ông bầu. Các ông bầu là những người hiểu bóng đá và là những người biết cả kinh doanh nữa. Đó là phải những người đối thoại được với báo chí, đối thoại được với công luận. Bởi vì bóng đá bây giờ nó là cả xã hội người ta nhìn vào đó.
Vậy thì một ông chủ tịch VFF tương lai sẽ phải là một người như thế nào? Tôi nghĩ rằng đó là theo quan điểm cá nhân của tôi đó, thì vị chủ tịch tương lai của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đó là thứ nhất là phải là người am hiểu và đam mê bóng đá. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là có cái quan hệ thân thiết với các câu lạc bộ và sẵn sàng đối thoại, sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng sửa đổi những cái khiếm khuyết trong cái quá trình phạm vi trách nhiệm của mình, có xảy ra những cái vấn đề mà nó gây ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như là chất lượng của bóng đá Việt Nam. Và cái thứ ba đó thì tôi nghĩ rằng đó là cái quan trọng nhất đó của một vị chủ tịch liên đoàn đó là tầm quan trọng như anh nói là phải công tâm. Công tâm. Vì chỉ có công tâm đó thì chúng ta có quan hệ với tất cả các câu lạc bộ, tạo điều kiện sân chơi cho tất cả câu lạc bộ và làm cho điều kiện môi trường nó ngày càng tốt hơn. Nhưng mà đó, nếu chỉ cần gia tăng cái quan hệ thân thiết với đơn vị này một tí, giúp đỡ đơn vị kia một tí thì những đơn vị khác sẽ còn lại sẽ bị ảnh hưởng ngay. Cho nên cái công tâm là cái tuyệt đối là quan trọng đối với cái vị chủ tịch tương lai đó. Tôi nghĩ là như vậy. Thưa các vị khách mời, sau đây thì tôi muốn đề cập một cái góc cạnh khác nữa của cái công tác tổ chức hiện nay, đó chính là công tác tài chính. Và theo như những gì mà tôi hiểu sau phát biểu của ông Nguyễn Đức Kiên thì có thể là có một cái sự không rõ ràng và không minh bạch về vấn đề tài chính trong cái vấn đề chi tiêu của VFF. Ví dụ như là tiền tài trợ 30 tỷ của Exim Bank đã được tiêu như thế nào trong cái mùa giải vừa qua, nó có rót được hết vào V-League hay không, hay là được dùng vào những việc khác. Vậy thì thưa ông, đâu là những cơ sở để ông đánh giá rằng là cần phải có một sự minh bạch hơn nữa trong vấn đề tài chính của VFF? Tôi thì tôi tin rằng là anh Dũng là phó chủ tịch liên đoàn bóng đá phụ trách tài chính thì là tài chính ở đấy sẽ minh bạch thôi. Cái tôi không nghĩ rằng sẽ có sự mập mờ gì trong này. Nhưng mà cái tôi cũng hiểu rằng là cái tiền tài trợ của Exim Bank cho liên đoàn ấy thì sẽ không được toàn vẹn đưa vào giải vô địch quốc gia. Có anh Dũng ngồi đây tôi cũng phải thẳng thắn, tôi chưa biết sổ sách, tôi cũng chưa biết các anh định làm gì. Nhưng mà mỗi câu lạc bộ ngày hôm nay vẫn phải đóng 500 triệu để được tham gia giải. Các trọng tài giám sát, ban tổ chức giải xuống sân, các câu lạc bộ vẫn phải trả tiền ăn ở đi lại từ vé máy bay đến khách sạn ăn ở công tác phí. Thì tôi thấy đó là sự vô cùng bất hợp lý. Và điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi phải nói anh Dũng đấy là không thể chấp nhận được. Vì số tiền tài trợ lớn như thế mà để các câu lạc bộ vẫn phải làm như thế, đấy là cái mầm mống để gây ra cái tiêu cực. Nếu như là các trọng tài giám sát đến sân, ban tổ chức sân không phải lo gì cả, các đội bóng không phải lo gì cả, thì anh nào mà mon men đến gặp họ đấy, là có vấn đề. Chứ còn bây giờ lại phải điếu đóm phục vụ nữa thì rất là vất vả. Đấy, tôi như là chả hiểu lý do gì mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa cải tổ. Tôi nhắc anh Dũng nhiều lần chuyện này lắm rồi. Và tôi phải nói anh Dũng là tôi rất bực mình. Vì điều đó là không chấp nhận được. Các anh có thể cắt bớt chi phí ở chỗ khác, đúng không? Anh phải làm minh bạch ra cái tiền dùng vào gì. Nhưng mà tôi thì không tin là thất thoát. Tôi phải nói là anh Dũng, anh hiện nay đứng chủ tịch Exim Bank thì anh không thể để thất thoát được Liên đoàn được. Thế nhưng mà chắc chắn rằng là tiền tài trợ của Exim Bank đã không được toàn vẹn đến giải vô địch quốc gia, dẫn đến cái việc là ban tổ chức địa phương, các câu lạc bộ vẫn phải chịu các chi phí vô cùng bất hợp lý. Vâng. Thưa ông Đoàn Đức, cũng liên quan đến vấn đề tài chính thì đó chính là cái tiền bản quyền truyền hình. Thì ở đây tôi cũng băn khoăn không hiểu rằng là mà rõ ràng khi mà AVG ký với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì nó sẽ là vấn đề tài chính khi mà liên quan đến bản quyền truyền hình. Thì tôi không hiểu rằng là ở V-League thì các câu lạc bộ có được hỏi ý kiến về chuyện đó hay không? Và sau đó, bởi vì các câu lạc bộ là phần không thể thiếu của V-League, vậy thì họ có được ăn chia gì không trong cái vấn đề bản quyền truyền hình? Cái này tôi nghĩ anh Dũng ở đây là câu hỏi là Dũng biết chắc. Nhưng mà nói về bản quyền truyền hình của đài của VFF, tôi sẽ nói thêm chỗ này một điều cực kỳ vô lý, tức là anh làm chủ tịch liên đoàn bóng đá hoặc là tổng thư ký bóng đá một khóa 3-4 năm thôi, nhưng anh dám ký một hợp đồng 20 năm. Tôi cho một điều này bất cập, không biết sân liên đoàn nghĩ thế nào. Mà bản thân tôi là chủ tịch câu lạc bộ lâu đời trong V-League, mà tôi khẳng định một điều nữa, tôi chưa bao giờ có một cái tiếng nào xin kiến. Nếu tôi xin kiến tôi bắt ngay, tôi cho ký 5 năm hoặc 4 năm thôi, chắc chắn là không có. Chứ tôi tin chắc là không những tôi, 14 câu lạc bộ đều bắt, và riêng mình tôi. Tại nó vô lý, anh không biết gì xảy ra sau 20 năm, xảy ra 10 năm, 15 năm, nó dài lắm, chứ không phải đơn giản. Anh làm khó 4 năm, anh ký 20 năm, như vậy thì nếu ông chủ tịch khác, ông xử lý thế nào đây? Một đất nước mình bây giờ là GDP nói như thế, trong 20 năm sau nó sẽ khác hoàn toàn. Anh tương tưởng, bây giờ GDP chúng ta 1.000 đô la, trong 20 năm sau tôi tin chắc đó, 5.000, 7.000 đến 10.000 đô la, thì chắc chắn những cái bản quyền truyền hình nó khác hoàn toàn, chứ làm sao nó giống nhau chứ được. Như vậy chúng ta rất lãng phí.
mà hoàn toàn không có hồ. Vâng, ở đây thì tôi muốn ý kiến bình luận thêm của ông Lê Tiến Anh, bởi vì như ông đã biết là cái mùa giải vừa rồi ấy, thì là giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha Liga đã không thể bắt đầu được đúng dự kiến mà họ ăn tới 2-3 vòng chỉ vì vấn đề phân chia tiền bản quyền truyền hình. Thì ở đây thì ông có thể so sánh với cái vị thế giữa cái câu lạc bộ với cả ban tổ chức giải như thế nào? Thực ra thì có thể nói này, không riêng gì về cái bản quyền truyền hình, mà có thể đã rất lâu rồi và đã tồn tại đến bây giờ, là cái cách làm việc của VFF mình nó không có minh bạch. Tôi nói có nhiều cái nó không minh bạch mà nó không rõ ràng. Tôi nói ví dụ chẳng hạn như là cái để mời một cuộc họp, tôi không cần đến cái mức độ là phải một cái hợp đồng lớn như này phải xin phép ai, mời một cái hợp đồng tổng kết thôi. Tổng kết mùa giải thì cũng chả ai biết trước được đọc trước, và chỉ tới đó mới được phát, mới được xem. Rồi tất cả các điều lệ cũng vậy, rồi các cái dự thảo những vấn đề gì đó hầu như là gì đưa đến rất là gấp, thậm chí là gì tới tại cuộc họp mới đưa, và cũng không nói được tất cả những cái yêu cầu của từng một vấn đề một. Vậy thì rõ ràng là gì, vậy thì đẻ ra ban chấp hành, thực ra là đẻ ra ban chấp hành. Bây giờ tôi mới đặt vấn đề này, ban chấp hành 23 con người, doanh nghiệp, bây giờ cuộc chơi này phải chuyển từ doanh nghiệp đi, vì thực ra bóng đá bây giờ là doanh nghiệp tham gia. Vậy thì phải xem là gì, doanh nghiệp phải tham gia vào trong lĩnh vực quản lý này đi, bởi vì tiền của họ mà. Và tất cả những người làm doanh nghiệp thì bao giờ người ta cũng có một cái tâm lý, cái tỷ người ta đòi hỏi rõ ràng và minh bạch, chứ nó không phải là giống như là một cái lĩnh vực khác. Vì vậy nên lâm đàn nó có sự khác biệt như vậy, mà khi mà nó không rõ ràng thì người ta rất là khó chịu, người ta rất là bực bội. Thì tôi cho rằng là gì, tôi cũng đồng tình với cái quan điểm mà anh Kiên phát trên báo hay là cho anh nói. Tôi nói rằng là gì, có thể là giải thích rằng là gì, một cái hợp đồng này nó phải chỉ ký về nguyên tắc. Nếu mà nó ký về nguyên tắc, còn trong nó chỉ có giá trị thực tiễn trong vòng 4-5 năm, rồi đến 4-5 năm sau thì bắt đầu lại từ theo nguyên tắc. Tôi hiểu là như vậy, có cái cách giải thích trên báo chí như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ là nguyên tắc thì nó lại không có cái giá của nó. Nguyên tắc là gì? Nó chỉ xác định giá trị của nó trong vòng cái nhiệm kỳ của anh là 5 năm. Còn tiếp nữa nó như thế nào, nó giá bao nhiêu, nó là phải khác. Còn nguyên tắc là đối tác thôi để anh đầu tư. Thì tôi nghĩ như vậy. Cái này là chắc là có lẽ tôi xin nói rõ thêm. Cái này là tôi theo dõi sát nhất. Mặc dù là anh Dũng có thể... Vì anh Dũng là người ký hợp đồng này. Nhưng mà là gọi là phụ trách cái này, phụ trách lĩnh vực này. Nhưng mà giống như các anh, như anh Dũng nói, tức là các anh có cuộc hội nghị ở Nha Trang, các anh mời huấn luyện viên trưởng đoàn đến, anh ấy nói không, tôi không biết các anh nói gì ở hội nghị về cái bản quyền truyền hình. Sau khi mà tôi thấy có thông tin đó, tôi rất là hốt hoảng, tôi đi tìm hiểu trực tiếp, tôi liên hệ với anh Dũng, với anh Hỷ, và thậm chí tôi cũng nói chuyện với anh Vũ, chủ tịch AVG mà là cũng là bạn quen biết tôi. Tôi nói là quan hệ cá nhân tôi với anh là bạn bè, nhưng tôi khuyên anh là đừng ký hợp đồng này. Cũng như là tôi nói với anh ấy, Hỉ, là các anh ký chắc chắn là sai. Dưới góc độ cá nhân là tôi, là chủ tịch câu lạc bộ, tôi cho rằng cá nhân tôi cho là sai. Mà anh Dũng có thể nói tôi là thích thì ra kiện, tòa kiện. Nhưng mà tôi, anh Thắng, anh Đức, anh Tuấn Anh ngồi đây, bốn chủ tịch câu lạc bộ của bốn câu lạc bộ, mà các anh nói rằng là chúng tôi được quyền 50% của bản quyền truyền hình này, tôi khẳng định chúng tôi không nhận được bất kể văn bản tham vấn nào của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cũng không nhận được bất kể các nội dung cơ bản nào của cái hợp đồng này. Chứ đừng nói là các anh nói là đây là bảo mật thông tin, bí mật thế nọ thế kia, là chúng tôi không được tiếp xúc. Cái ý cũng được, nhưng các anh có xin ý kiến bằng văn bản đến những người có trách nhiệm của các câu lạc bộ không? Cá nhân tôi cho là không. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà đặt lên bàn cân xem xét, hợp đồng này là vô hiệu. Còn anh Dũng có nói bảo là có thể liên đoàn, ban chấp hành liên đoàn nói là đúng sai, thì chúng tôi chưa nói chuyện đó. Nhưng góc độ cá nhân tôi cho rằng tôi là một thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, một câu lạc bộ tham gia giải V-League về bản quyền, thì cái việc bản quyền truyền hình này tôi không được tham vấn. Tôi là người chịu trách nhiệm trước pháp luật của công ty, không ai tham vấn tôi. Và tôi đã là người có trách nhiệm, tôi đã phản ánh đến người có trách nhiệm là đừng ký, nhưng họ vẫn cứ ký. Và điều đó tôi là thấy, cá nhân lương tâm tôi thấy là vô cùng tiếc. Nhưng mà tôi rất tiếc là cách tiếp cận của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đối với các đài truyền hình khác nhau, đối với các công ty có quan tâm đến cái bản quyền này, tôi cho rằng là không có một cái chính sách, một cái hướng rõ ràng để họ có thể tham gia hơn. Anh Dũng có thể nói hoặc anh Hỷ có thể nói rằng là bản quyền truyền hình làm với VTV khó lắm, giá rẻ lắm, hay là làm với nơi kia nó cứ khó. Nhưng các anh không đưa ra được cái chính sách về bản quyền. Còn ở đây tôi chỉ nói ngắn gọn một cái đơn giản thôi, là không ai ký một cái hợp đồng 20 năm bản quyền truyền hình ở trên toàn thế giới. Tôi đã phải tìm hiểu đến mức độ đó, là có nước nào dám làm không, cho đến ngày nay tôi chưa thấy. Còn anh không biết liên đoàn có tìm hiểu một nước nào có dám ký không, nhưng mà tôi thấy là cho những cái gì thông tin tôi được biết đến ngày hôm nay là chưa thấy.
Cái thứ hai là liên đoàn là hoạt động theo nhiệm kỳ. Anh quyết cái ngoài nhiệm kỳ anh. Thế mà ban chấp hành liên đoàn ký một cái hợp đồng đến 4 nhiệm kỳ, 5 nhiệm kỳ thì tôi không hiểu trên cơ sở nào. Còn anh Dũng nói là có thể pháp lý đầy đủ thì tôi cũng mong muốn là liên đoàn công bố công khai minh bạch cái pháp lý của anh căn cứ là gì để chúng tôi là sai là chúng tôi sai. Nhưng mà đến giờ này tôi không nhận được bất kể thông tin gì về vấn đề này. Vâng. Và có lẽ là xin nhận lời cho ông Lê Hồng Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thật ra mà nói đó thì vấn đề này đó thì nó cũng chả có gì gọi là bí mật hoặc là giấu đút cả. Thì nội dung tôi nghĩ không có gì bí mật cả. Đó. Thứ nhất á, là họ sẽ trả 6 tỷ đồng một năm và mỗi năm á, tăng thêm 10%. Mỗi năm tăng thêm 10% là thứ nhất về mặt cái giá. Cái thứ hai là các cái dịch vụ họ nếu có sau này mà thu được cái tiền quảng cáo từ cái V-List á, thì cái tiền đó là chưa đôi. Mà tiền đó tôi nói theo dự kiến thì rất lớn. Bởi vì tôi biết tháng 11 này mình sẽ phát hình và 63 tỉnh thành phố sẽ có hệ thống của AVG hết. Và hầu như mùa rồi đó là 85% trận đấu được truyền hình trực tiếp. Và mùa giải 2012 là 100% trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp. Và nếu như cái tiền quảng cáo ngoài cái tiền bán quyền này thì cái tiền quảng cáo nếu mà thu được đó thì anh sẽ chia đôi với VFF. Và VFF tổng cái thu đó nếu có sẽ chia đôi cho 50% VFF và 50% các câu lạc bộ. Tôi nghĩ như thế quá lợi. Thì so với VTV thì AVG tôi thấy là hiệu quả hơn, cho nên nói các anh Tường Tư Ái chúng tôi đồng ý ký. Thì họ có ram điều kiện là nếu ký thì 20 năm mới ký, còn là ngắn hơn ký thì tôi đã xin ý kiến ban chấp hành thì ban chấp hành đồng ý. Đó, còn các câu lạc bộ thì tôi cũng nói là tôi cũng nghĩ là tôi sẽ báo cáo chi tiết cái vấn đề này trong cuộc họp với các câu lạc bộ sắp tới. Chúng tôi có phát hành văn bản để xin ý kiến thì trong đó có 2-3 câu lạc bộ và trong đó có anh Lê Văn Thành là ảnh phản đối. Tuy ảnh không phải là câu lạc bộ, ảnh là ủy viên chấp hành thôi. Và anh Hòa Đồng Tâm Long An đó, anh Quỳnh Mao Hoàng Anh Gia Lai thì sau đó giao 3 anh đó đó là ngồi họp lại với cái bộ thị sau khi nghe trình bày hết thì ban đó ký vào biên bản là đồng ý. Thì tôi nghĩ như vậy là cái thứ hai nha. Cái thứ ba là cái về mặt pháp lý đó là ghi rõ ở trong cái quy chế bóng đá chuyên nghiệp là bản quyền truyền hình V-League hạng nhất thuộc về Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ghi rõ như vậy. Mà trước khi ký á, tôi yêu cầu bộ phận tiếp thị và ông tổng thư ký các bộ phận chuyên môn khác đó là tham vấn luật sư, thì cái bản hợp đồng đó đã tham vấn luật sư tới khoảng gần là 2-3 lần với số tiền cũng không có nhiều lắm nhưng mà đầy đủ đủ pháp lý. Và tôi có nói với anh Kiên bức xúc ở trong cái cuộc họp ngày 8 tháng 9 ở Hà Nội đó, thì chúng tôi nghĩ rằng mình ký cũng không nhiều phước tất, còn thấy không hài lòng thì anh có thể ai đó vi phạm thì cứ xúc tiến các thủ tục theo mặt pháp lý cho nên thế thôi. Còn bây giờ tôi đề nghị chúng ta không có tranh luận cái chuyện này mà dành cái tranh luận đó trong cuộc họp 14 chủ câu lạc bộ sắp tới. Thế thôi. Vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là trong một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi của chương trình đối thoại chính sách của Đài Truyền hình Việt Nam thì chúng tôi cũng rất là khó để có thể nói hết được những vấn đề còn tồn tại hiện nay của bóng đá Việt Nam cũng như là những đề xuất về mặt chính sách quản lý. Tuy nhiên, với những ý kiến rất là tâm huyết của ngày hôm nay của những doanh nghiệp làm bóng đá cũng như là những trả lời rất là thẳng thắn của ông Lê Hồng Dũng với tư cách là Phó Chủ tịch của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là người hâm mộ, khán giả truyền hình cả nước cũng đã được cung cấp thông tin một cách tương đối đầy đủ về những vấn đề hiện nay của bóng đá Việt Nam cũng như là từ phía Liên đoàn. Thì ở đây có đại diện của ông Lê Hồng Dũng là Phó Chủ tịch Liên đoàn cũng đã cho thấy những sự cầu thị của Liên đoàn trong vấn đề tiếp thu ý kiến của các ông bầu những doanh nghiệp làm bóng đá cũng như ý kiến của người hâm mộ, mà cụ thể nhất là bản thân ông Lê Hồng Dũng cũng đã đề xuất là sẽ có một cuộc họp của Liên đoàn với những doanh nghiệp làm bóng đá Việt Nam hiện nay để có thể có những cái cơ chế đề xuất về mặt chính sách để từ đó Liên đoàn có thể làm tốt hơn được công việc của mình. Và có lẽ là tất cả chúng ta ở đây cũng phải đều đồng ý với nhau một điểm rằng là hiếm có một quốc gia nào mà người dân lại say mê bóng đá như là Việt Nam. Hàng triệu cổ động viên bóng đá Việt Nam, đó là cái đích như ông Nguyễn Đức Kiên nói, đó chính là cái đích để những người làm bóng đá hướng tới. Và cũng chính họ sẽ là những người giám sát quá trình cải tổ của bóng đá Việt Nam. Và chương trình đối thoại chính sách ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời. Xin được cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.